Xin chào cô chú, anh chị và tất cả các bạn đang theo dõi cái kênh YouTube của em. Thì hôm nay thì thời tiết thì có tăng nhiệt lên rất là nhiều rồi đúng không ạ? Hy vọng rằng hôm nay em sẽ mang đến một cái video nó sẽ hữu ích hơn. Đó là một sản phẩm liên quan đến mùa hè, đó là điều hòa. Thì hôm nay thì em sẽ cung cấp cái giá nét của điều hòa năm 2021. Và đặc biệt là sẽ chỉ tập trung vào cái điều hòa Panasonic thôi nha mọi người. Vì dù sao Panasonic cũng là một trong những thương hiệu mà có cái sản lượng cũng như là có cái uy tín trên thị trường từ rất là lâu rồi. Thì trước khi mà vào cái phần chính của cái nội dung ấy, thì đầu tiên cũng phải cho em gửi lời cảm ơn sâu sắc nhất tới tất cả cô chú, anh chị và các bạn trẻ đã ủng hộ kênh. Đặc biệt là cô chú, anh chị ở phía Nam, miền Tây hoặc là từ miền Trung đổ vào. Rất là làm tiếc vì em hiện tại thì cũng chưa có cơ sở ở trong khu vực trong đó. Nếu như em có thì có lẽ rằng em sẽ đáp ứng được rất nhiều những cái nhu cầu cũng như cái nguyện vọng của mọi người. Tuy nhiên thì hiện tại cái tầm vóc còn nhỏ bé. Cái thứ hai nữa là những đối tác của em trong đó thì thực ra có, nhưng mà vì cái tầm của mình còn thấp nên là mình cũng chưa dám làm phiền tới các anh chị ở trong đó. Thì trước mắt nếu em hỗ trợ được cái thông tin gì hữu ích cho các cô chú hoặc là cho các anh chị ở trong đó, về thông tin giá cả sản phẩm, về kỹ thuật hoặc là một số những cái yếu tố liên quan đến sau bán hàng, thì em sẽ hỗ trợ hết sức mình. Thế còn trong cái nội dung hôm nay thì như em đã nói ban đầu thì sẽ chủ yếu tập trung vào điều hòa Panasonic. Tuy nhiên thì điều hòa nó cũng phải có ba cái điều này mà em muốn nói trước để mọi người có một cái góc nhìn nhận cũng như là có một chút gì đó nó đánh giá nó sâu hơn về điều hòa. Thì có ba cái mục. Một là đầu tiên là cái phần định giá. Cái phần thứ hai nữa là liên quan đến cái ký hiệu của cái điều hòa Panasonic năm nay. Vì rất nhiều người đi mua điều hòa Panasonic nhưng nhiều khi đọc những cái đuôi ký hiệu nó dài hàng 8 đến 9, 10 chữ số thì ký tự thì chúng ta sẽ không hiểu. Cái thứ ba nữa là sẽ liên quan đến cái sự khác biệt hoặc là một số những tính năng nó vượt trội ở điều hòa Panasonic 2021 so với những năm trước. Thì trước mắt thì cái yếu tố đầu tiên, vấn đề đầu tiên thì nó sẽ liên quan đến cái phần định giá của điều hòa. Thì hiện tại bây giờ giá trên điều hòa thì người ta đang để ở ba cái nấc như thế này mọi người nhé. Một là bán điều hòa là chỉ có điều hòa không, mọi người sẽ mua giá nguyên máy, chứ còn đâu là mọi người sẽ phải về tự thuê lắp đặt này và tự phải mua những cái phụ kiện lắp đặt, ví dụ như ống đồng, bảo ôn các thứ nhá. Thì đấy là giá nguyên máy. Như video của em thì thông thường em chỉ báo giá nguyên máy thôi. Tiếp là đến giá đã có công lắp đặt. Giá công lắp đặt thì gần như tất cả các siêu thị họ đều áp dụng cả rồi. Đó là hỗ trợ lắp đặt miễn phí 100%. Tất nhiên là cũng phải có một cái chi phí ở trong đó rồi. Tại vì không ai là người đi làm miễn phí ở trong xã hội này cả, đúng không ạ? Thì đấy là cái nấc giá thứ hai. Cái nấc giá thứ ba nữa đó là trọn bộ. Thì trọn bộ thì đã bao gồm đầy đủ cả giá máy, cả vật liệu và cả công lắp đặt. Thì những cái trọn bộ như thế này thì cũng có rất nhiều đại lý họ áp dụng. Tuy nhiên thì nó cũng không phải là đại trà được. Tại vì mọi người biết rồi là cái phí, cái phụ kiện lắp đặt ấy, hoặc thậm chí cả công lắp đặt thì nó còn phụ thuộc vào địa hình này, vào khoảng cách cục nóng, cục lạnh rất nhiều. Nên là cái trường hợp thứ ba này thì thông thường sẽ ít hơn, trừ khi là chúng ta làm những công trình rất là lớn và với sản lượng lớn. Thế thì trên kênh của em thì chỉ báo giá mỗi là cái máy thôi. Nên làm ra khi mọi người nghe thấy cái giá máy thì cảm thấy có thể là sẽ rất là rẻ. Tuy nhiên mọi người nhớ cho em là cố gắng phải cộng thêm các cái phần phí kia nữa vào nhé. Tiếp đến là cái vấn đề thứ hai, đó là liên quan đến các ký hiệu của điều hòa, đặc biệt là Panasonic. Thì như mọi người biết rồi là Panasonic thì nó có ký hiệu khá là dài. Nếu như mà chúng ta mà không để ý thì có thể là nhiều khi còn khó hiểu, đúng không ạ? Thì em cứ nói nôm na như mọi người như này cho nó dễ này. Điều hòa Panasonic thì nó sẽ ký hiệu như sau. Nếu như mà cái đuôi đằng sau ấy thì là nó ký hiệu 5. Cái này thì nó sẽ liên quan để mọi người đi tham khảo để biết rằng là đâu là sản phẩm mới và đâu là sản phẩm cũ nhé. Đối với cái đuôi mà năm 2017 thì họ sẽ ký hiệu là TKH, còn 2018 thì sẽ là UKH. Tiếp sau U sẽ là V, là năm 2019 sẽ là VKH, và 2020 thì sẽ là VKH. Thế còn năm 2021, năm nay ấy, thì họ sẽ ký hiệu là XKH. Vì vậy khi mọi người đi mua điều hòa mà thấy cái đuôi của Panasonic nó là đuôi X
XKH ấy, thì đó nghĩa là đó là model điều hòa năm nay 2021 vừa ra mắt xong. Thì đấy là về cái đuôi. Thế còn về những cái ký hiệu về Inverter hoặc là không Inverter, rồi hoặc là những cái hai chiều một chiều, nếu như mọi người cần thì em cũng có thể cung cấp cho mọi người. Ví dụ như là đối với loại điều hòa một chiều thường mà không có gì hết, không có Inverter, không là một chiều ấy, thì họ sẽ ký hiệu chữ N đằng đầu. Chữ N thì mọi người hiểu nôm na đó là nâu hoặc là năn, nghĩa là nó không có gì hết thì là chữ N đằng đầu này. Tiếp là đến cái một chiều Inverter thì thường họ ký hiệu là chữ U. Một chiều Inverter hiệu chữ U đằng đầu, ví dụ như là U9, U12, U18, U24, ví dụ vậy. Thế còn cái một chiều Inverter cũng có là U, vẫn có U, nhưng mà nó là cái dạng cao cấp, đặc biệt là năm 2020 đủ đi, nó cũng nó có thêm cái công nghệ nano X ý, thì họ sẽ ký hiệu là XPU. Thì đấy gọi là một chiều Inverter dòng cao cấp. Tiếp đến là hai chiều. Hai chiều Inverter thì họ sẽ ký hiệu là chữ Z đằng đầu. Chữ Z hoặc là thậm chí là những năm trước thì họ vẫn có chữ Z nhưng mà sẽ ký hiệu là IZ chẳng hạn như vậy. Thì đấy là một số những cái cơ bản để mọi người nắm được cái model mà khi các bạn gửi báo giá thì mình sẽ nắm được model này là model sản xuất năm bao nhiêu này, và cái model này nó là Inverter hay là thường. Tất nhiên là các bạn cũng sẽ giải thích rồi. Tuy nhiên là chắc mọi người sẽ để ý nhiều nhất đến cái phần đuôi là cái năm sản xuất thôi, để mình chọn những cái model mới chẳng hạn. Tuy nhiên thì cũng phải nói thật với mọi người rằng là cái khác biệt giữa model mới và cũ nó cũng không quá nhiều đâu. Và để đánh giá được nó nhiều hay ít ý, thì em sẽ cung cấp luôn cho mọi người một số những cái tính năng nổi bật ở trên dòng điều hòa 2021 của Banna so với mọi năm nhé. Thì đầu tiên năm nay thì họ sẽ cải thiện thêm về cái thiết kế là đầu tiên. Đó là nó sẽ thiết kế nhỏ gọn hơn một chút mọi người nhé. Nên là lắp đặt thì nó sẽ gọn gàng và nó dễ hơn. Cái đó là cái đầu tiên. Tiếp là đến những cái cánh đảo gió làm lạnh ấy, thì họ sẽ nâng cao cái năng suất của họ lên. Thì nó có gồm mấy cái phần đảo gió, ví dụ như là cánh đảo gió Pitch Flap này, cánh đảo gió Skywing này, cánh đảo gió Aerowing này. Đó thì những cái này thì sẽ được nâng cấp hoàn toàn để nó hỗ trợ cho cái việc làm mát của hệ thống điều hòa. Tiếp là một số những cái chống ăn mòn ở trên dàn nóng. Thì cái này cũng là một trong những công nghệ họ đưa vào, và họ sử dụng có một số những cái nguyên liệu để nó chống ăn mòn cái những cái linh kiện hoặc là những cái thiết bị ở trong cuộn dàn nóng. Thì chủ yếu tập trung vào có cái dàn tản nhiệt xanh thì nó sẽ tăng cái độ bền và chống cái bụi tốt hơn, và dàn tản nhiệt ống đồng thì cũng làm cho cái tốc độ làm lạnh cũng như nó tiết kiệm năng lượng hơn. Rồi rất nhiều những cái công nghệ khác mà nó liên quan đến dàn nóng. Ngoài ra thì các tính năng khác thì nó cũng không có thay đổi nhiều lắm. Chủ yếu là nó sẽ liên quan đến một số những công nghệ mà thông minh, ví dụ như là điều khiển từ xa các thứ thôi. Thì cái này thì nó cũng không có gì đặc biệt. Thì cơ bản thì nó có mấy cái điểm đó. Thế còn đến cái giá thì em sẽ cung cấp luôn cho mọi người cái giá của điều hòa. Thì đến cái phần giá này thì trước khi mà vào chi tiết ấy, thì em cũng phải thêm một cái lưu ý này nữa nha mọi người nhé. Đó là điều hòa thì thông thường mọi người sẽ quan tâm đó là dùng Inverter hay không Inverter. Cái này thì tất cả mọi người đọc ở trên những diễn đàn hoặc là những người mà đã dùng rồi thì họ đều tư vấn rồi. Thực ra đối với bản thân em ấy, thì em vẫn nói rằng là nếu như mọi người mà không sử dụng liên tục mà chỉ dùng khoảng dưới 6 hoặc 8 tiếng thôi thì tốt nhất là mọi người cứ dùng loại thường cũng được, không nhất thiết cứ phải Inverter đâu. Vì loại thường thì cái thời gian sử dụng của mình mà ngắn ấy, thì thực ra nó cũng không tốn điện. Chứ Inverter mà không dùng từ 6 đến 8 tiếng rửa ra trên một ngày thì nó cũng không có tác dụng gì nhiều đâu. Còn các công nghệ độ ồn hay này kia thì em đánh giá nó cũng không phải là quá khác biệt giữa hai dòng. Bây giờ thì em sẽ cung cấp giá cho mọi người nhé. Chúng ta sẽ đi từ thấp đến cao đi. Đi từ một chiều thường không Inverter trước. Thì em có model 9000 và 12000 là sản xuất năm 2021. Sản xuất năm 2020 ạ. Và cơ bản thì báo giá này của em thì chủ yếu nằm ở phân khúc 2020 thôi. Còn 2021 thì hiện tại thì em cũng chưa cập nhật được vì hàng nó đầu vụ nên là cũng chưa dám nhập về nhiều. Thì 2021 thì 2020 ấy, thì 9000 một chiều thường thì là giá khoảng 7 triệu 3 nha mọi người.
12.000 một chiều thường thì sẽ rơi vào khoảng 9.3 triệu. 18.000 model này thì cũng nói thật mọi người là model của 2019 chứ cũng không phải là của 2020. 18.000 2019 này thì rơi vào 13.990 này. 24.000 một chiều thường cũng là model năm 2019 á, thì nó rơi vào khoảng 19.600. Thì đấy là một chiều thường. Thế còn một chiều mà in vector ấy thì có model cũng 2019 là chính. Thì 9.000 một chiều thường thì là 9.400.000 này. 9.000 một chiều in vector, em cứ đọc nhầm. 12.000 một chiều in vector thì là 11.350.000. 18.000 một chiều in vector thì là 17.650.000. 24.000 thì nó sẽ rơi vào 24.300.000. Tiếp là đến dòng 2 chiều. Chắc là sẽ có một số anh chị sẽ thích dòng 2 chiều đúng không ạ? Dòng 2 chiều thì em có hai loại, một loại là đời 2018 và một loại là 2019. Thì đời 2018 thì giá nó sẽ sâu hơn một chút. 2 chiều in vector 2018 model 9.000 thì nó rơi vào 10.650.000 này. 12.000 thì sẽ rơi vào 12.950.000 này. Và 18.000 thì nó sẽ rơi vào 19.500.000. Thế còn với 2 chiều in vector mà đời 2019, tức là cao hơn một chút, thì 9.000 của nó sẽ rơi vào 13.200.000. 12.000 của nó thì rơi vào 350.000. Và 18.000 thì sẽ rơi vào là 22.500.000. Và 24.000 thì sẽ rơi vào 30.900.000. Thì đây là một số những dòng Panda cơ bản em cung cấp cho mọi người. Cũng khá đủ rồi đấy. Em chỉ thiếu mỗi cái 2021. Thực ra 2021 thì bây giờ cũng ít lắm, tại vì cũng chưa có nhiều lắm ở trên thị trường. Vì nó mới mà. Thì như em đã nói ban đầu là cái công nghệ giữa 2020 và 2021 thì nó không khác biệt nhau nhiều lắm đâu. Một chút về thiết kế, rồi một vài những cái công nghệ gọi là thêm cho phần dàn nóng dàn lạnh để nâng cao cái tuổi thọ thôi, còn cũng không có nhiều những thứ đặc biệt. Thì mọi người có thể lựa chọn 2020, 2019 hoặc là 2021 thì đều được cả. Quan trọng là giá cả nó phù hợp thôi. Còn tất cả những hàng thì đều là hàng chưa kích hoạt bảo hành và đều hàng nguyên đai nguyên kiện hết. On Mirai App, thì an IoT platform rất là mong là mọi người sẽ lựa chọn Android and iOS App Store. Trong quá trình lắp đặt thì em đã nói rồi là nó sẽ phụ thuộc vào rất nhiều liên quan đến cả điện thoại và thứ nữa. Thực ra một giá, cái giá thành của một bộ điều hòa nó được hoàn thiện thì nó sẽ lệch xa, nó sẽ lệch nhau khá là nhiều giữa các đội thợ khác nhau là chuyện bình thường. Tại vì em đã nói rồi, nó còn phụ thuộc vào địa hình này, nó còn phụ thuộc vào khoảng cách cái cục nóng, cục lạnh, rồi những cái tòa nhà thấp thì còn dễ, tòa nhà cao thì không, các thứ cao hơn đúng không? Rồi rất nhiều, thì cái đó thì do mọi người phải tự động làm việc với lại các đội thợ thôi. Thế còn cơ bản thì đấy là giá của máy. Rất là mong là vẫn được các cô chú và anh chị ủng hộ. Và nếu như em có thể tư vấn được gì thêm thì mọi người cứ comment giúp em. Cũng rất là xin lỗi là một số anh chị để lại số điện thoại trên kênh của em thì trong cái phần bình luận không hiểu tại sao nó lại cứ ẩn hết đi. Nó lại cứ tưởng đấy là những cái comment bị spam nên là nó cứ ẩn đi, em cũng đọc được cái đó. Và đến lúc phải vào kiểm tra trên hệ thống máy tính thì mới thấy được những comment đó, thì rất là đáng tiếc vì đã trôi qua mất một thời gian rồi. Thì cũng rất là ngại và cũng xin lỗi các cô chú cũng như anh chị. Và hẹn gặp cô chú và anh chị trong cái video sắp tới. Tối nay thì chắc là em sẽ không thể lên live được rồi, tại vì là tối nay thì em có bận.